Thì các bạn mình đang đứng trong ngã ba đường ra từ Nha Trang ra Lương Sơn đây. Thì từ Nha Trang chạy ra tới ngã ba này khoảng tầm 10 cây đấy, nếu tính từ cầu Trần Phú. Mình chạy theo men theo đường Trần Phú mình ra tới đây khoảng 10 cây thì mình bắt đầu có ngã ba. Có quán cà phê Miana. Quán cà phê Miana đây các bạn. Đường rẽ phía tay trái, đường này là đường ra cảng cá Lương Sơn. Buổi sáng và buổi chiều tầm 3 giờ thì các bạn ra đây một cái rất tươi và cũng rất rẻ chứ không đắt lắm. Đường này thì chạy thẳng ra quốc lộ 1A ra hướng ra Ninh Hòa Hà Nội đây các bạn. Từ cái bay này chạy ra tới cảng cá Lương Sơn chắc khoảng tầm 10 cây nữa đó, 10 cây hoặc 7-8 cây gì đó, nói chung là mình cũng không để ý kỹ lắm. Thôi các bạn lần đầu đi du lịch Nha Trang thì tốt nhất là nên chạy đường này, ra biết không nên chạy quốc lộ làm gì. Đường này sẽ ngắm cảnh biển, núi rồi rất đẹp. Nha Trang có nhiều cung đường như thế này. Đây là đường ra cảng cá Lương Sơn, còn có cung đường vào Bãi Dài, Cam Ranh, Cam Lâm thì nó cũng rất đẹp, và một bên là núi, một bên là biển. Đây các bạn nhớ đến thành phố Nha Trang thì các bạn nhớ chạy đường này nha. Các bạn cứ chạy dọc biển thì sẽ ra tới đường này thôi, không sợ lạc đâu. Chạy thẳng đường này ra tới quốc lộ thôi các bạn. Đây phía bên dưới kia là dự án Rusaka đây. Dự án này cũng tầm 20 năm rồi nhưng hiện tại đang đứng chứ cũng chưa đưa vào hoạt động. Đây các bạn thấy dưới đó là dự án Rusaka. Dự án này trước khi ông Nguyễn Đức Chi đã làm, nhưng mà có thời gian dính kiện cáo rồi đó, ông ở tù thời gian và cách đây 4-5 năm thì ông ra tù lại, và hiện tại dự án này vẫn đang đỡ cho ông làm. Xem chưa, còn thấy con đảo nhỏ mà đó là gọi là Hòn Rùa ở Nha Trang đó các bạn. Hòn Rùa này hình như cũng dính dáng tới Nguyễn Đức Chi và cũng chẳng anh em bạn bè của ông làm thôi chứ cũng chẳng ai. Trong Nha Trang thì có ngồi Phạm Nhật Vượng thì ông Nguyễn Đức Chi cũng là một trong những đại gia bất động sản rất nổi tiếng. Ở Nhật Vượng là phía bên kia núi to đấy các bạn, bên bên đấy. Thì đó là địa phận của ông Phạm Nhật Vượng. Và có rất nhiều tòa nhà cao tầng ở Nha Trang cũng ngọc lên. Còn khu vực phía bắc này là của ông Nguyễn Đức Chi. Đây là mình quay buổi sáng sớm rồi các bạn. Hôm nay hơi có sương sương, hơi mờ mờ, bình thường nó rất trong. Đây là cung đường ra thẳng Lương Sơn, bạn ra tầm khoảng 7-8 cây nữa là sẽ tới cảng cá Lương Sơn.